Everybody, welcome to HealthKT. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HealthKT. Thì chuẩn bị chắc cũng sắp hết hè rồi ha. Đùa thôi. Thì hôm nay anh em cũng đi học, cũng nghỉ hè rồi. Mà giờ thời buổi này làm gì có hè anh em đó. Chắc là toàn là đi học thêm không chứ. Thôi, dành ít thời gian giải trí nha anh em. Hôm nay chúng ta đến với cậu Lôi Phong H5. Ở đây có thông báo nhỏ nhỏ gì nè. Đăng ký mỗi tài khoản một server không trùng nhau. Trước khi chuyển sinh 19 cần làm tăng max kỹ năng 260 level và tầm bảo trang bị cần thiết. Chuyển sinh 19 sẽ không tăng được nữa. Ấy đù. Nhớ nha anh em, lưu ý nè. Làm hết nhiệm vụ rồi thần binh rồi mới nâng chuyển sinh 19. Ok, vậy là từ từ chuyển sinh luôn cho rồi. Chuyển sinh mỗi lần ăn không quá 6000 đang chuyển sinh. Bấm chuyển sinh ăn hết số điểm chuyển sinh rồi ăn tiếp 6000 đang rồi lại bấm chuyển sinh. Cứ thế lặp đi lặp lại lặp lại lặp đi. Đó. Tất cả số điểm chức năng ăn không quá 2 tỷ. À ok, rồi vô game. Game chuẩn bị up bên server mới các bạn ơi. Đó là chọn nhân vật nào ta? Thôi, vẫn ưu tiên nhân vật nữ nha. Ok. À. Rồi vô. Ồ, hơi ồn. Ok. Rồi, như bao con game khác thôi, đầu vô thì nó vẫn phải chạy nhiệm vụ tân thủ nha các bạn. Nhưng mà được hơn cái là mấy con này chạy nhiệm vụ đầu tiên là nó free nè. Đó. Gần hết luôn, chưa tính là thời trang sự kiện đồ các kiểu con đà điểu. Đó, vô lụm liền. Đây, mát level nè. Ok nè, thần binh nè, xác nhận lụm luôn để đi đánh boss cho nó khỏe. Đó. Ok, mở cái gì vậy bé. Rồi, bỏ cái này đi. Ok, mở luôn ha. Binh đoàn nữ giới nha, nữ nhi quốc. Ok. Đâu rồi, nãy mới thấy cái thời trang. Mấy cái thời trang này là cắn cắn đại nó đi. Vì như tí chúng ta cũng đi săn được nữa. Nhưng mà rồi, đến với thông tin server để lấy code nha. Còn này chút quay lại chạy nhiệm vụ tân thủ sau các bạn à. Đầu vô được VIP 15 nè ha. Max level cái kiểu 81 rồi. Đây, Bông Lôi H5 khai mở server năm 13 giờ ngày 13 tháng 6 2023. Chơi ngay tại Lôi Phong H5.com. Tặng VIP 15 BMW, hẻ Chí Tôn, hẻ Hán. Tặng set 18 chuyển sinh, tặng quà nạp đầu khi chơi game. Update chuyển sinh 18.888, event long tin lai xe. Nhận quà VIP ha, đua top 7 ngày, top 1 vũ khí cộng áo 7.000 chuyển. Full set thật trang Chí Tôn 500.000. Thời trang thần gì, thời trang thăng cấp hạch nhân 20.000. Siêu cấp chuyển sinh đan nhân 20.000. Hot gì ATM Momo tặng 100% hotline group Zalo các kiểu nè. Đó. Ngon liền, quá đã. Có phanh cứng đồ nữa. Đấy, nhưng mà bây giờ phải chạy xong cái nhiệm vụ này cái đã. Bao nhiêu đây chắc cũng chạy được nhiệm vụ nhanh đúng không ta? Rồi 21 ức mà là 2 tỷ mấy, chạy cũng được. Để chạy lên nhiệm vụ cao cao với lại nhận quà đi xin code cái đã. Rồi xin được code line xe rồi ở lọt code tân hữu rồi các bạn ơi, nó nằm ở đây nè. Đây, nhắn tin nè, admin. Đó, nhận feed code. Đây. Một đống code luôn. Rồi, code thì chúng ta nhập trong game nha. Đây, lụm luôn. Ok, kích hoạt nè hả. 886699 nè. Kim Nguyên Bảo nè hả. Thiếu Nhi nè hả. Thiếu Nhi là Tết Thiếu Nhi. Đâu đâu đâu.
đâu rồi à, đang trong này méo thấy được cái lá hư đậu nè, Hiếu Nhi nè ha, Thần Tài nè ha, ui có vé nạp luôn, có set 18 chuyển luôn, ok nè. Mà quan trọng ăn được set 18 chuyển không? Đây thẻ nguyệt tạp, ok 4 vạn, gì nhiều vậy? Kim Nguyên Bảo, ôi lên được 1 tỷ Kim Nguyên Bảo rồi. What the hell, cái gì đây? Ôi thời trang chọn lựa luôn. Wow, ngon ngon. Cái này cái gì đây, cái món này món gì nè? Ôi thần binh chọn lựa luôn. Vật phẩm tùy duyên, tùy tâm gì đây? Lôi đình trang bị. Ok, thần binh thần trang gì quá trời luôn. Chuyển sinh siêu cấp, nhân phẩm luôn. Nào, ôi giờ chọn gì giờ trời? Chọn kỵ sĩ không đầu đi ha. Nhìn cho nó độc lạ. Đúng vậy, chọn kỵ sĩ không đầu. Đây, chọn thần binh. Ở đây tới 5 rương lận. Tùy anh em muốn chọn cái nào thì chọn ha. Dòng sáng hay là gì thì tùy. Ủa, mới mở ra đâu rồi? Ở đây thì chúng ta có cánh nè. Chúng ta có đan nhân rồi. Chúng ta có thần binh nè. Lấy cây nào đẹp? Lấy cây phi đao của Quan Vũ à? Cũng hợp lý. Hồi nãy mình có ăn cái túi kia đúng không ta? À, cái này gì vậy? Ồ, ma hồn hả? Ôi, lên VIP 17 luôn các bạn ơi. Ê, vậy là tính ra là được quà nạp đầu đúng không? Rồi, có luôn nè. À, vậy là mấy cái viên hồi nãy là quà nạp á anh em. Ôi, Kim Nguyên Bảo nạp đấy. Ok. Gì đây, đó. Kim Nguyên Bảo, trời ơi. Con lành cành đào bé ơi, nhận quà nè. Rồi cách tắt đi đánh boss quá. Đánh boss cái nó văng ra ngoài này hoài. Rồi mặc đồ vô. À chuyển sinh nữa chứ đúng không? Ồ 1, 2, 3, 4. Đừng chuyển sinh lên 19 đúng không? Lên 18 là ngưng nè. Ôi. Ủa à. Ok ok, à còn một nấc nữa là lên 19. À rồi hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Để nó đi. Rồi từ từ bình tĩnh, cái nào cũng bình tĩnh đúng không? Đó, lực chiến tỷ tỷ hết. Rồi giờ vô thời trang. Nào, kỵ sĩ không đầu. Đó, đúng rồi. Nào, cầm cái đao. Ôi, cầm cái đao Quang Vũ nhìn thì kỳ quá ha. À, đây, đúng rồi. Đeo cái này lên. Rồi cho con bé bên này nó cầm cái đao của Quang Vũ. Đó, của chem mẹ nó con mắt rồi, thôi kệ nó. Ở đây còn thời trang gì nữa vậy? Ủa thời trang ở đâu vậy? À đây đây đây, đây. Thấy rồi thấy rồi thấy rồi. Ok liền. Rồi cánh hả? Cánh ui cánh này cũng đẹp. Không không không. Ok lỡ rồi cho con này nó mặc luôn. Đó, ôi ơi, hợp lý quá trời đúng không anh em? Ôi ơi. Đây, vậy là cho là kỵ sĩ không đầu vô vô là đẹp. Đó, vậy là chắc chắn là đi đánh boss phó bản đồ sẽ rớt thời trang gì rồi. Trời, trước mắt thiêu chiến, à, đang thiêu chiến boss bên này. Vô, bí cảnh nào. Quan trọng là ăn được cái bí cảnh không? Ôi, ăn được kìa, ăn được kìa. Rồi, 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 để coi coi. Nãy không tập trung, không biết có ăn được cái gì trong này không? Rương, ớt, cánh nè. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ok nha, ok nha. Rồi, lùa bí cảnh thôi anh em ơi. Bí cảnh, thần vật, đồ cái kiểu, lùa hết nha. Yeah, ok, đang có gì không biết nữa, vô lùa luôn nè. Một phát một đó nè, vô túi coi lại coi nè. Đây có thêm cái cánh nè. À ok liền, vậy là nó ra skin nha. Rồi rồi rồi, ở thần vật có ra gì ta? Rồi coi
Nào, con heo thích chơi mấy con game mà tỷ tỷ lực chiến vậy nè. Trời ơi, vô đánh đồ đã tay có vé nạp luôn nè ha. Vé nạp luôn nè. Thời trang, thần binh, chuyện sinh đồ các kiểu. Vậy là chỉ có thần vật là mới có boss ra ngoại trang thôi nha anh em ơi. Trời ơi, mấy con này chém một phát muốn chết nó luôn rồi còn cái gì nữa. Ôi rồi ơi. Ôi, thấy một rương nha. Thấy một rương nha, đây. Rương chọn skin. Ha ha ha. Ngon lắm. Vậy là mấy boss cao là mới có rương chọn skin. Mấy boss kia là vô là lụm luôn. Vậy là việc chúng ta là chỉ cần đi chiến hết đám boss này thôi chứ có làm gì đâu. Đúng không? Trời ơi. Anh heo quá hay anh heo ơi. Link để với phần mô tả nha. Bấm vô là quẩy luôn chứ không nói gì nhiều nha anh em ơi. Bấm vô là tới luôn ha. Quẩy tưng nóc luôn. Cái gì nữa giờ. Đúng không? Nó nói gì nữa hết á. Vì đó là tại sao mà game ngon như vậy. Bây giờ chúng ta mới phát hiện ra. Đó. Ok. Kỵ sĩ không đầu. Đây bảng xếp hạng nè, để coi top rồi. Wow. Ôi, skin top quá lộng lẫy mấy chú ơi. Chơi như vậy, wow. Không xấu nha. Rồi, ông top cũng chơi này, chắc là fan của HellVKT hay gì á. Đi đội hình siêu nữ nè. Trời ơi. Không, này xấu nha. Này đẹp nè. Ok. Này cũng đẹp nè ha. Duy năm. Ô. Đây. Đây mới là cái skin chúng ta đáng xem nè. Nguyệt hả? Ồ, ôi xấu nha. Xấu luôn. Ôi, ơi khoan. Nào. Cùng chí hướng gặp nhau nó phải vậy chứ. Trời ơi, kỵ sĩ không đầu. Ok bé ơi. Rồi. Đó. Thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Trời, ngồi đi ghiết bị cuốn quá nè. Ôi ơi. Đó, đúng là đội hình siêu nữ mà. Đây, đó, còn đổi đồ quá trời luôn nè ha. Mua hộp quà đồ nè. Trời ơi, đổi trang sức nữa nè mấy ông ơi. Vũ khí, trang bị, thời trang gì nè. Đâu, lụm một cái liền. Đó, đây hai hộp luôn. Quá trời luôn. Link để dưới phần mô tả nha. Bấm vô là quẩy luôn nha anh em ơi. Ôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Trời ơi, nè đứa này nữa nè. Lụm rương về coi. Ok, hai rương luôn. Ồ, nhiều hơn nữa chứ.